Người thân hàng xóm và mẹ già khóc nghẹn khi nghe thấy Thích Tâm Phúc đã qua đời ở tuổi 40, công an vào cuộc điều tra nhóm thanh niên. Mới đây nhiều người thân trong gia đình và bà con hàng xóm có mặt tại nhà ông Thích Tâm Phúc ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để chia buồn động viên gia đình. Không khí tăng thương bao trùm cả ngôi nhà nhỏ. Được biết ông Phúc là con duy nhất của gia đình, bà An, ông mắc bệnh tâm thần từ nhỏ nhưng gia đình không có điều kiện chạy chữa cho ông theo thông tin đã đưa trước đó vụ ông thích tâm phúc bị một nhóm thanh niên đánh nguy kịch trong quán thịt chó đại tá vũ hoàng kiên nguyên cục phó cục cảnh sát hình sự bộ công an nhìn nhận khi sử dụng rượu bia nhiều người mất kiểm soát mất khả năng làm chủ hành vi dẫn đến đánh nhau gây thương tích và thương vong cho người khác nhiều vụ án giết người cố ý gây thương tích xuất phát từ sử dụng rượu bia các đối tượng thường không có mâu thuẫn từ trước, nhưng sau khi nhậu rồi, vì vài câu nói, không kiểm soát được bản thân, rồi sinh ra cự cãi, đánh nhau, độ tuổi thường rất trẻ. Vụ việc ẩu đả trong quán nhậu ở Củ Chi không chỉ có thể phạt hành chính, mà phải xem xét tỷ lệ thương tích xử lý hành vi, cố ý gây thương tích cho người khác. Mẹ ông Phúc cũng chia sẻ, con trai tôi tuy hay có những lời nói không được lòng người ta, nhưng bản thân nó là một người tốt, rất yêu thương tôi. Từ khi tôi già cả, di chuyển khó khăn, nó là người bên cạnh chăm sóc và thuốc thang cho tôi suốt bao nhiêu năm qua. Cô không tin, có thể hỏi những người hàng xóm xung quanh, từ đứa trẻ lang thang đến người ăn xin, hay ai lỡ bước hoặc đói ghé vào xin thức ăn. Nó đều lấy hết ra mời, Lúc người ta đi nó còn lấy tiền ra cho vì sợ người ta đói, buổi sáng nó còn dậy sớm tự tay làm một xe bánh mì, khoảng 100 chiếc để phát miễn phí cho người nghèo ăn sáng, tháng nào tháng phúc cũng tổ chức phát gạo và mì tôm cho người nghèo. Vậy mà chỉ vì chút hiểu lầm, người ta đánh nó ra nông nỗi như vậy, nó mà có bị sao tôi không biết phải sống ra sao nữa. Bà vừa nói vừa rơi nước mắt. Một số người hàng xóm của ông Phúc cũng xác nhận, tuy ổng có chút khùng điên, nhưng ổng là người tốt. Khi con tôi qua chùa chơi, lúc về, ông Phúc thường cho trái cây, xôi chè. Không những với người quen, mà những người lang thang cơ nhỡ, lỡ độ đường ghé vào, ông Phúc cho ăn uống, cho ngủ nhờ. Chuyện ông Phúc làm xe bánh mì từ thiện vào mỗi buổi sáng là có thật. Không những vậy, mỗi tháng ông còn tổ chức phát gạo cho người nghèo, mỗi đợt khoảng một tấn. Khi hàng xóm hỏi tiền ở đâu mua gạo thì ông nói của đệ tử bên Mỹ tài trợ. Tuy có một số người không vừa lòng với cách cư xử của ông Phúc, nhưng nhìn chung ông là người tốt và biết thương người. Được biết sau khi ông Phúc bị đánh bất tỉnh, người dân xung quanh đã đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Củ Chi để cấp cứu. Tuy nhiên do tình hình chuyển biến nặng, bác sĩ đã chuyển ông lên tuyến trên. Các bác sĩ cho biết do đa chấn thương cộng với mất máu quá nhiều và cấp cứu muộn nên cho dù bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng ông không qua khỏi. Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về người tự xưng Đại đức Thích Tâm Phúc Chiều mùng 10 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả điều tra làm rõ các hành vi của người tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc. Theo đó, người tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc tên là Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, quê quán tại huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000 đến 2010, ông Phúc học tại chùa Hoàng Pháp huyện Hóc Môn nhưng mới quy y chưa xuất gia. đến năm 2010, Phúc trở về địa phương tự lập chùa Ngô Trân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép, tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc và trụ trì chùa Ngô Trân Tử. Cơ quan chức năng đã mời ông này làm việc, xử phạt, yêu cầu tháo rỡ biển chùa, không sinh hoạt tôn giáo tại nhà. Tuy nhiên, ông Phúc vẫn tiếp tục sinh hoạt tôn giáo trái phép thông qua việc thành lập các công ty doanh nghiệp. Kết quả xác minh từ nhà chức trách cho thấy, các công ty này đều không hoạt động sản xuất, kinh doanh, sau đó đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi tất cả giấy phép. Thượng tá Hà cho biết, năm 2019, Công an huyện Củ Chi đã kiểm tra phát hiện tại nhà ông Phúc treo nhiều huân chương bằng khen các loại cùng ba giấy tờ bằng tiếng nước ngoài có con dấu. Qua công tác giám định, tất cả giấy tờ này là giả. Người này khai nhận được người khác tặng để treo trong nhà do không xác định được bị hại, không phát hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay lợi dụng để trục lợi nên công an đã thu hồi các giấy tờ trên, xử lý vi phạm hành chính với ông Phúc, không ra quyết định khởi tố do không đủ cơ sở. Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, cuối tháng 7, ông Nguyễn Minh Phúc mặc áo nhà sư ăn uống tại một quán ăn trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 17 quận Gò Vấp. Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh quán ăn, test nhanh ma túy toàn bộ khách tại đây thì không phát hiện ông Phúc sử dụng chất kích thích nên cho ông này về. Tuy nhiên, lợi dụng việc ông Phúc mặc trang phục với hình thức giống người tu hành, một số youtuber, tiktoker đã chụp hình, quay clip và đăng tải lên mạng nhằm câu view, câu like, tạo ra dư luận xấu trong xã hội và giới tăng ni Phật tử cả nước. Cùng với đó, lợi dụng tính cách lối sống của ông Nguyễn Minh Phúc, một số người dùng mạng xã hội thường xuyên xúi dục đương sự, có phát ngôn hành động đi ngược với tư cách, và quy định của tu sĩ tôn giáo nhằm thu hút người xem, tăng tương tác cho tài khoản mạng xã hội. Các hành vi này đã gây dư luận xấu trong cộng đồng, ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của Phật giáo. Căn cứ tính chất, mức độ, mục đích hành vi, hậu quả của các hành vi vi phạm, công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xác minh, thu thập, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật, Thượng tá Hà nói. Trước đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu về việc kiểm tra làm rõ người đàn ông tên Nguyễn Minh Phúc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Công an thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì phối hợp Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cùng các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra làm rõ nhân thân người có tên Nguyễn Minh Phúc và các thông tin mà báo chí đã đăng tải. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định thấy ăn thịt chó thích Tâm phúc tiếp tục bị đánh khi đang du lịch Thái Lan. Mới đây trên trang YouTube của đệ tử ruột thấy thích Tâm phúc đăng video mới nhất vụ thầy bị một nhóm thanh niên Thái Lan đánh ở công viên văn hóa Bangkok. Được biết sau khi đi ăn tối về và đi dạo ở công viên, thầy phúc bất ngờ bị một nhóm thanh niên Thái Lan, độ tuổi từ 16 đến 19 đánh tới tấp mà không kịp hỏi lý do. Sau đó một số người hiểu tiếng Thái cho rằng nhóm thanh niên đánh ông phúc vì ghét những hành động phản cảm của ông này từ trước. Được biết những video ăn thịt chó và thịt động vật của ông Phúc không chỉ lan truyền ở Việt Nam mà còn sang tới tận Thái Lan, Campuchia. Người dân ở đây bức xúc với những hành động khiêu khích và thách thức dư luận của ông này. Không chỉ bị đánh, ông Phúc còn bị nhóm thanh niên tuyên bố nếu không xóa các video ăn thịt chó, lần sau sẽ tiện ông về với ông bà. Ngay sau đó, bảo vệ là công an Hoàng gia Thái Lan đã bắt được nhóm thanh niên đưa về đồn giải quyết. Ông Phúc phải chuyển đi bệnh viện đa khoa Bangkok để cấp cứu. Năm 2010, ông Phúc về lại địa phương, tự lập chùa, song đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo gỡ biển hiệu, đề nghị không tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Tuy nhiên, ông Phúc vẫn tiếp tục thành lập 6 công ty để ngụy trang, lợi dụng danh nghĩa để hoạt động quyên góp gây quỹ không đúng mục đích. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư ra soát giấy phép kinh doanh của các công ty, phát hiện không có hoạt động kinh doanh. Nhà chức trách đang đề nghị thu hồi các giấy phép này. Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, năm 2019, Công an huyện Củ Chi phát hiện tại nhà ông Phúc có treo huân chương lao động và các bằng khen, ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Qua giám định tất cả là giả. Ông Phúc khai được người khác làm tặng và treo trong nhà. Công an huyện đã thu hồi và xử lý vi phạm hành chính. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng một số người lợi dụng việc ông Phúc mặc đồ giống người tu hành đi vào quán nhậu để quay clip đăng tải lên mạng xã hội là câu view, gây dư luận xấu trong xã hội. Đặc biệt, một số người thường xuyên sử dụng ông Phúc hành động, phát ngôn đi ngược lại quy định của tu sĩ, tôn giáo. Nhà sư ăn thịt chó ở Củ Chi đã qua đời tại Bệnh viện Đại học Y Dược. Chiều nay, theo một nguồn tin không chính thức lan truyền trên Facebook, ông Nguyễn Minh Phúc, tức nhà sư ăn thịt chó Thích Tâm Phúc đã chút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trợ Rẫy sau hơn 10 ngày cấp cứu. Như chúng tôi đã đưa tin vụ ông Thích Tâm Phúc bị nhóm thanh niên đánh trong quán nhậu ở Củ Chi vào tối hôm qua, chiều nay bác sĩ Nguyễn Hoài Thanh, khoa cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông Phúc bị gãy xương do tác động nhiều vùng của một chi trên, gãy mỏm khuỷu, gãy sụn xương lồi cầu ngoài cánh tay trái vết thương hở ở phần khác của cẳng tay, vết thương khuỷu tay trái đứt cơ khuỷu, vết thương hở của da đầu, vết thương rách da đầu, gãy hai răng cửa. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, tuy nhiên do có tiền sử bệnh nền kèm với vết thương quá nặng, ông Phúc đã không qua khỏi. Hiện chúng tôi đang cố gắng liên hệ với người nhà để xác thực thông tin. Chị gái ông Phúc cho biết từ nhỏ ông Phúc có dấu hiệu thần kinh bẩm sinh, người dân ở địa phương ai cũng biết, đến năm 12 tuổi ông Phúc bỏ nhà đi hơn 10 năm. Chị không biết Ông Phúc đã đi đâu, sau đó năm 95 ông Phúc quay về ngôi nhà của mẹ ruột tự dựng bảng hiệu thành một ngôi chùa và có những việc làm cũng như nhiều phát ngôn phản cảm. Tuy bề ngoài ông Phúc có vẻ bình thường, nhưng nếu ai để ý kỹ sẽ thấy, ông có những việc làm lời nói mang dấu hiệu của người bị bệnh tâm thần. Khoảng những năm 93, người dân ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, không ai không biết, cậu bé có biệt danh Phúc Điên, thường đi lang thang trong các chợ. Vì thấy cậu còn nhỏ nên bà con thường cho ăn uống rồi dẫn về nhà. Chị ruột ông Phúc mong mọi người thông cảm cho ông. Vì những việc làm gây phản cảm, chị đã nhiều lần khuyên bảo nhưng ông Phúc không nghe lời khiến chị cũng rất đau lòng. Mẹ ruột ông phúc cũng cho hay con trai tôi tuy hay có những lời nói không được lòng người nhưng bản thân nó là một người